bên kia này chưa có thông tin bạc gì đó cho công ty mình. Thực tế này thật sự không nhận được công văn gì, chỉ biết được công đứng không sang được, không sang được thì không phải được, nó đã cần cách đi 14 ngày, hơn 300 người không việc dám sang. Việc đấy gây ảnh hưởng thế nào đến công ty ạ? Ảnh hưởng công ty là rất nhiều, có ba dây chuyền không sản xuất được. Ta sẽ không cho cái công nhân ở các tỉnh khác về bên Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thì là như như em thì là em bây giờ em sang đây là em trọ cùng với mẹ. Nếu mà mình về mà người ta phát hiện được ra là mình làm bên Hải Dương này mà mình về Hải Phòng kia là người ta sẽ không cho mình đi làm nữa. Ta thì là không sao, nhưng mà khi lúc về thì báo cáo là rằng chủ tịch thành phố lại vừa mới có quyết định là tất dừng tất cả các kể cả chuyên gia. Qua cái sự việc này thì về phía Liên đoàn Lao động huyện Tứ Kỳ chúng tôi thì cũng rất là mong muốn về phía ban chỉ đạo của thành phố Hải Phòng có những cái biện pháp để tạo điều kiện cho người lao động được lưu thông giữa các cái huyện giáp danh của Tứ Kỳ và các cái huyện của Hải Phòng để anh em công nhân được đi làm bình thường.